bị truy cập và chúng tôi cho rằng đó là một quả phạt, chắc chắn phải là một quả phạt. Có thể hiểu được sự bức xúc của ông Phan Hoàng Sò. Nếu như trọng tài đã được thổi penalty trong tình huống áp sát của Tiến Dũng thì phải thổi phạt quả bóng là rõ ràng là trung vệ của đội bạn đã ngăn cản ngay trước mũi giày của Phan Văn Đức. Ống kính truyền hình đã có những thông điệp riêng, đó là trọng tài FIFA. Tarek Saman.